Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan cấp trên, kính thưa các bậc lão thành, các vị khách quý trong và ngoài nước, kính thưa các đồng chí và anh em bè bạn. Bước vào năm 2019, dự hội nghị chính phủ với các địa phương tháng 12/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu chính phủ một câu nói gọn thôi: năm 2019 phải hơn hoặc chí ít bằng 2018. Và Thủ tướng Chính phủ yêu cầu năm 2019 phải là năm Việt Nam bứt phá. Tại thời điểm đó, một câu nói gọn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và chủ trương bứt phá của Thủ tướng Chính phủ cũng là cả trời thách thức như Tổng Bí thư đã nói. Đối với Đảng bộ và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, đó cũng là mệnh lệnh của cuộc sống, của Tổ quốc và phải quyết tâm thực hiện. Sau 29 năm, từ 1990 đến 2018, các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập cán bộ công nhân viên, cổ tức đã đều đặn liên tục, năm sau cao hơn năm trước. Trong cuộc đổi mới công ty lần 1 năm 1990-2015, tốc độ tăng trưởng hàng năm bình quân là 26,8% năm. Doanh thu năm 1990 7,4 tỷ, 2015 2.659 tỷ đã tăng gấp 360 lần. Bước vào pha 1 cuộc đổi mới 2 công ty 2016-2020, mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 24 đề ra tốc độ tăng trưởng hàng năm 8-10% năm. Thực tế, các năm 2016-2017-2018 đều tăng trưởng trên 10% một năm. Kết thúc năm 2018, doanh thu đạt 3.621 tỷ. Số tuyệt đối càng cao, giữ tốc độ tăng trưởng 10% ngày càng khó. Đặc biệt đối với Rạng Đông, các sản phẩm chiếu sáng truyền thống như đèn dây tóc, đèn hình quang, đèn compact đã từng là sản phẩm chủ lực, chiến lược, chiếm 69%, 50%, 35% tỷ trọng doanh thu. Năm 2019 giảm đi 235 tỷ, chỉ còn 8,4% doanh thu. Vì vậy, năm 2019 tăng tổng doanh thu 10% đã khó. Nay 2019 bứt phá, phải tăng trưởng 15%, thật sự là cả trời thách thức. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ họp tháng 12/2018, đa số đồng chí quyết tâm đạt mức phấn đấu doanh thu 2019 bứt phá là 4.150 tỷ. Thực tế, hết quý 1 2019, doanh thu chỉ đạt trên 1.000 tỷ, tăng 11,3%. Ngày 28 tháng 4, 2019, trong lễ báo công với Bác Hồ kỷ niệm 55 năm ngày Bác về thăm nhà máy, toàn Đảng bộ, cán bộ công nhân viên Rạng Đông nguyện phấn đấu đạt mục tiêu 2019 bứt phá với tốc độ tăng trưởng 15%. Ban Tổng Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua chung tay vì mục tiêu 2019 bứt phá. Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 1.805 tỷ, tăng 20,81% so với cùng kỳ. Toàn công ty đang hăng hái phấn đấu áp dụng những tri thức quản trị hiện đại được đào tạo huấn luyện từ 2016, thực hiện các hệ thống quản trị tiên tiến ISO 9001, 50.000, 14.000, hoạch định mục tiêu dựa trên ma trận BSC KPI, tổ chức hoạt động theo chuỗi thông qua các chương trình trọng tâm, sử dụng phần mềm IHCM quản lý công việc, sử dụng công cụ đánh giá theo hiệu quả OKR, thực hiện cơ chế tạo động lực thông qua trả lương 3P,
và lần đầu tiên khoán cho khối thị trường. Bộ công cụ cải thiện, nâng cao năng suất chất lượng theo tư duy tinh gọn dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Mỹ liên tục nhiều năm đã tạo được một đội ngũ chủ động liên tục cải tiến thiết kế, tự chế tạo các dây chuyền sản xuất tự động, năng suất lao động tăng hàng năm 20%. Song tai nạn sự cố hỏa hoạn bất ngờ ập đến ngày 28 tháng 8 2019. Đây là vụ hỏa hoạn lớn, đám cháy kéo dài từ 5 giờ 50 phút chiều 28 tháng 8 đến 7 giờ 25 phút chiều 29 tháng 8 mới dập tắt hoàn toàn. Mặc dù được hàng trăm cán bộ công nhân viên công ty đang làm việc hoặc đã về nhà nghe tin cháy đã lập tức đến công ty, một số anh em làm việc ở cơ sở 2 Quế Võ cũng đến ứng cứu. Mặc dù được lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp của thành phố và nhiều quận huyện đã nhanh chóng đến ứng cứu. Mặc dù được bà con các khu vực chung quanh phường Thanh Xuân Trung, phường Hạ Đình tích cực hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy và tham gia ứng cứu. May mắn không có thiệt hại về người. 472 cán bộ công nhân viên công ty xả thân chữa cháy, lao vào đám lửa cứu tài sản. Song thiệt hại về tài sản là rất lớn. Toàn bộ thiết bị dây chuyền sản xuất đèn dây tóc và sản xuất ống đèn huỳnh quang compact bị thiêu trụi. Kho thành phẩm công ty chứa sản phẩm chuẩn bị mùa tiêu thụ cuối năm và Tết. Lô hàng thứ hai xuất khẩu sang Mỹ theo hợp đồng giao ngày 26 tháng 8, bản xin lui lại ngày 5 tháng 9 bị thiêu trụi hoàn toàn. Lô sản phẩm hàng chục tỷ đồng đèn M26 chuẩn bị giao tháng 9 cho một công trình xây dựng lớn bị thiêu trụi hoàn toàn. Ngay khi lửa cháy còn âm ỉ, 6 giờ sáng ngày 29 tháng 8 2019, Ban chấp hành Đảng bộ công ty đã quyết định những chủ trương quan trọng. Thứ nhất, nhanh chóng xác định sơ bộ thiệt hại về người và tài sản, công bố công khai cho cán bộ công nhân viên, cho cổ đông và báo cáo cấp trên. Thứ hai, phân công các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách 5 nhóm công tác. Đồng chí Trần Trung Tưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng An toàn Lao động, Phòng chống cháy nổ, Phòng chống bão lụt công ty, phụ trách mảng việc khắc phục hậu quả. Đồng chí Nguyễn Đoàn Kết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách công tác kiểm kê tài sản, làm việc với cơ quan bảo hiểm và cơ quan điều tra. Đồng chí Đỗ Thị Hồng Liên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, cùng tổ chuyên gia tư vấn phụ trách mảng thông tin dư luận. Hai đồng chí đảng ủy viên, chủ tịch và phó chủ tịch công đoàn Nguyễn Thị Hồng Yến, Mai Hữu Đại phụ trách việc quan hệ với địa phương, dân cư tại địa bàn. Hai đồng chí đảng ủy viên Quách Thành Trương và Nguyễn Hoàng Kiên huy động lực lượng phục hồi nhanh sản xuất khối LED, chú trọng các cam kết trong hợp đồng với khách hàng xuất khẩu và các công trình xây dựng, không để cán bộ công nhân viên nào phải nghỉ việc. Ngay trong hỏa hoạn, cán bộ công nhân viên Rạng Đông không đơn độc. Ngay sau hỏa hoạn, Rạng Đông được sống trong sự chia sẻ, trong vòng tay bè bạn. Tổng giám đốc công ty bao bì In Nông Nghiệp trích quỹ ủng hộ Rạng Đông 1 tỷ đồng, giảm giá bao bì 6%, hoãn mọi khoản nợ đến 31 tháng 12, 2019. Công ty nhựa Hòa An trích quỹ ủng hộ Rạng Đông 500 triệu, giảm giá sản phẩm nhựa các loại. Công ty Trần Thành dành nhà xưởng 4.150m2 hỗ trợ Rạng Đông sử dụng làm nhà kho vì nhà kho đã cháy. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Giang ủng hộ 100 triệu đồng. Các đối tác nước ngoài như công ty Vĩnh Huy ủng hộ 20.000 đô, công ty Yungfa ủng hộ 10.000 đô, công ty Everline ủng hộ 30 triệu, công ty Sơn Đông Thai của Trung Quốc ủng hộ 20 triệu,
Các đối tác khác như Samsung và nhiều công ty nước ngoài giảm giá 5-10%. Hệ thống khách hàng nội địa giúp Rạng Đông tiêu thụ mạnh hơn. Khách hàng Mỹ chấp nhận thiệt hại lô hàng thứ hai bị cháy sẽ giao bù sau, tiếp tục đặt lô hàng thứ ba, thứ tư, mặc dù điều kiện mặt bằng kho tàng Rạng Đông tạm thời không đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như đồng chí Nguyễn Quân, đồng chí Đặng Vũ Minh, đồng chí Nguyễn Chi Vu đã gửi thư gọi điện thăm hỏi. Đồng chí Bí Thư, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Khối Công nghiệp cũ có mặt ngay trong đêm cháy và ngay sáng hôm sau xuống kiểm tra xem xét. Các hiệp hội tư vấn thiết kế xây dựng, Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội Điện lực Việt Nam, Hội Tự động hóa Việt Nam, các hội xã hội nghề nghiệp khác đã cử đoàn đến thăm hỏi, trích quỹ ủng hộ, gửi thư chia sẻ với Đảng bộ công nhân Rạng Đông. Ban chấp hành Công đoàn Công nghiệp Việt Nam đã đến tài trợ cho công ty 50 triệu đồng. Các tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã trích quỹ của mình, đóng góp tiền cá nhân của mình ủng hộ cho lãnh đạo công ty để có tiền ứng phó với những chi tiêu rất lớn. Xưởng LED điện tử ủng hộ 370 triệu đồng, xưởng phích nước thủy tinh 300 triệu đồng, phòng bán hàng 2 300 triệu đồng và còn tự nguyện không hưởng 50% giảm chi phí bán hàng dưới cái mức khoán. Đặc biệt, Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Văn Minh, chuyên gia tư vấn trưởng quản trị hiện đại, suốt từ 28 tháng 8 trong nửa tháng trời cùng lãnh đạo công ty xử lý tình huống, cá nhân ủng hộ 20 triệu đồng. Đặc biệt, đồng chí Vương Bích Sơn, Phó Tổng Giám đốc đã nghỉ hưu, đã đến công ty cùng công đoàn đi thăm hỏi bà con và ủng hộ 10 triệu đồng. Đồng chí An Đức Độ, nguyên chủ tịch công đoàn công ty đã nghỉ hưu hơn 10 năm, cũng đến cùng công đoàn đi thăm hỏi bà con chung quanh. Đặc biệt, đồng chí công nhân Cung Văn Hùng, công nhân xưởng thủy tinh cũ đã nghỉ hưu hơn 10 năm, nhưng đã mang 5 triệu đồng đến ủng hộ quỹ khen thưởng của công ty. Tập thể cán bộ công nhân viên Rạng Đông, những cổ đông làm chủ sở hữu thực sự công ty, đã xả thân trong tai nạn hỏa hoạn, cứu tài sản công ty như của chính gia đình mình. Liên tục hơn 2 tháng, từ 28 tháng 8 đến tháng 10, 2019, liên tục làm việc không kể ngày đêm, không có ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, không có chủ nhật, để nhanh chóng kéo các đường dây cáp điện đã bị cháy, dọn dẹp mặt bằng, nhanh chóng phục hồi bộ phận sản xuất LED điện tử. Kho thành phẩm bị cháy, hàng hóa chuyển ra sân, ra bãi. Khi mưa thì lại phải chạy, và khi nắng thì để giao hàng cho khách hàng, dứt khoát không để mất thị trường, không để mất thành hàng, không để ảnh hưởng đến tiến độ đã cam kết với khách hàng. Công ăn việc làm, cuộc sống cả gia đình gắn với công ty, chia sẻ với lãnh đạo công ty lúc khó khăn, tài sản bị thiệt hại lớn, chi phí cho các hoạt động khắc phục hậu quả lớn, đền bù tài sản 9 hộ dân sát với khu vực cháy rất lớn và bao nhiêu thứ nhũng nhiễu phiền hà khác. Cán bộ nhân viên khối hưởng lương 3P tình nguyện giảm 30% thu nhập. Công nhân lao động hưởng khoán tự nguyện đăng ký giảm thu nhập tùy theo hoàn cảnh từng người. Tất cả chỉ mong nhanh chóng phục hồi được công ty, duy trì hoạt động của công ty vốn gắn bó với công việc, cuộc sống của mỗi người. Lãnh đạo công ty đã vô cùng cảm kích, cảm ơn tấm lòng của anh chị em, toàn công ty, của anh em bè bạn đã chia sẻ. Song đề nghị một cách làm tích cực hơn. Thứ nhất, trước mắt không để anh chị em nào phải nghỉ việc, kể cả các bộ phận sản xuất đã bị cháy trụi thiết bị nhà xưởng. Thứ hai, trước mắt không giảm thu nhập hàng tháng của cán bộ công nhân viên để ổn định tư tưởng, để tạo niềm tin, bảo đảm sức khỏe cho đến khi công ty không cân đối được tài chính nữa,
nhưng mỗi người phải làm việc bằng hai so với trước đây. Về tiền thưởng quý, tiền thưởng năm, nêu ra ba khả năng. Một là không có tiền thưởng, hai là có tiền thưởng nhưng mà phải giảm. Thứ ba, sẽ giữ nguyên tiền thưởng quý, tiền thưởng năm nếu phấn đấu đạt mục tiêu bứt phá 2019 là 4.275 tỷ. Mục tiêu ban đầu là 4.150 tỷ để tăng trưởng 15%, nhưng mà cháy như thế này phải làm việc bằng hai và để tạo ra tiền để mà lo những việc khác. Cho nên là tiền thưởng quý, tiền thưởng năm nếu phấn đấu vượt mục tiêu bứt phá là 4.275 tỷ thì giữ nguyên. Kết quả đạt được như sau. 8 tháng đầu năm 29 trước khi cháy, doanh thu chỉ đạt 2.320 tỷ, bình quân một tháng 290 tỷ. 4 tháng cuối năm 29 sau khi cháy, doanh thu đạt 1.936 tỷ, bình quân một tháng 482 tỷ, tăng 1,67 lần so với trước khi cháy. Đặc biệt là lợi nhuận thì có tiền thưởng. 8 tháng 2019 trước khi cháy, cả công ty đạt được 171 tỷ, bình quân một tháng chỉ lợi nhuận 21 tỷ. 4 tháng sau khi cháy, lợi nhuận thực hiện 188 tỷ, hơn cả 8 tháng trước, và bình quân lợi nhuận một tháng là 47 tỷ, tăng gấp 2,24 lần. Ngày 18 tháng 12, chúng tôi có thăm dò ý kiến của 54 cán bộ chủ chốt cấp công ty. Ngày 10 tháng Giêng, Ban chấp hành Đảng ủy đã họp. 100% ý kiến các đồng chí nhất trí đánh giá 10 sự kiện nổi bật của Rạng Đông 2019 như sau. Sự kiện thứ nhất, năm 2019 vượt qua mọi thử thách, kể cả tai nạn hỏa hoạn, Rạng Đông đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu bứt phá năm 2019, mục tiêu về sản xuất kinh doanh. Đảng bộ có bàn, có tốt đến mấy thì tốt, nhưng mà để ra xảy ra cháy, dù là không lường được, nhưng mà không thể hoàn thành toàn diện được. Chúng tôi tự phân loại đảng bộ là hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi. Riêng về sản xuất kinh doanh và đặc biệt tức là thực hiện mục tiêu bứt phá thì hoàn thành xuất sắc. 54 đồng chí cán bộ chủ chốt, 45 người vẫn cứ đề nghị là xuất sắc. Có 9 đồng chí thiểu số thôi, đề nghị hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà đảng ủy họp thì dù là thiểu số nhưng mà thống nhất đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ thôi. Đột phá thứ hai, sự kiện thứ hai, năm 2019 hoàn thành cơ bản sớm một năm mục tiêu pha 1, đổi mới 2 do Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 24 đặt ra. Sự kiện thứ ba, năm 2019 hoàn thành thắng lợi công cuộc chuyển đổi tầng công nghệ trong chiếu sáng từ công nghệ đèn phóng điện sang công nghệ chiếu sáng rắn. Sự kiện thứ tư, nghiên cứu thành công hệ thống và giải pháp chiếu sáng LED Y4.0, hệ thống giải pháp chiếu sáng LED của hệ sinh thái số. Đột phá thứ năm, từ tháng 7 2019, công ty Rạng Đông chính thức bước vào pha 2, đổi mới 2, thực hiện đề án thúc đẩy nhanh chuyển đổi số công ty giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030. Sự kiện thứ 6, năm 2018, Rạng Đông chính thức trở thành thành viên tích cực của Liên minh Chiếu sáng rắn quốc tế và Trung tâm AD Chiếu sáng Rạng Đông khẳng định là trung tâm nghiên cứu chiếu sáng LED hàng đầu Việt Nam, đặt nền móng phát triển Rạng Đông thành công ty chiếu sáng LED Make in Việt Nam. Sự kiện thứ bảy, hiện thực hóa 3 đột phá chiến lược, định hướng thị trường phụng sự khách hàng, chuyển từ công ty công nghệ sang công ty nghệ cao. Thứ ba, xây dựng tổ chức chuyên nghiệp, con người chuyên nghiệp và học tập suốt đời, đạt kết quả bước đầu. Sự kiện thứ 8, tổ chức sát nhập 2 xưởng thủy tinh và xưởng phích nước thành xưởng phích nước thủy tinh, tổ chức lại bộ máy quản lý cơ sở 2, tăng doanh thu phích từ 737 tỷ 2018
lên 819 tỷ 2019 và anh em đang quyết tâm phấn đấu đạt 900 tỷ trong năm 2020. Sự kiện thứ 9, năm 2019 hoàn thành bước 1 chuyển giao thế hệ lãnh đạo cấp cao trong công ty. Sự kiện thứ 10, vượt qua tai nạn hỏa hoạn 28 tháng 8 2019 và khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội, phẩm chất Rạng Đông anh hùng có Bác Hồ với 6T: tận tâm, tận lực, tự giác, tự tin, tự trọng, trung thực, và phẩm chất 4 cùng: cùng chí hướng, cùng tấm lòng, cùng làm, cùng hưởng, được thử lửa trong hỏa hoạn, thành thép đã tôi thế đấy, làm người sáng lên truyền thống, phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông anh hùng có Bác Hồ, và nối dài thêm truyền thống 30 năm, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận, thu nhập cán bộ công nhân viên, cổ tức, liên tục, ổn định, vững chắc, năm sau cao hơn năm trước, hiếm có công ty nào có được. Kính thưa quý vị, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 24, giai đoạn 2016-2020, tiến hành cuộc đổi mới lần 2 công ty cổ phần bóng đèn Phích Nước Rạng Đông, chuẩn bị tiền đề cơ bản để cho công ty bước vào pha 2, đổi mới 2 với đề án thúc đẩy nhanh chuyển đổi số công ty giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030. Ngay từ tháng 7-2019, công ty đã mời các chuyên gia và thành lập tổ tư vấn chuyển đổi số do Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng về Kinh tế Thương mại Quốc tế, làm trưởng ban. 5 thành viên là Dr. Mark Warren, chuyên gia Mỹ về tư duy tinh gọn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên gia về công nghệ thông tin, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường, Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên gia về tự động hóa, Tiến sĩ Khoa học Phạm Anh Tuấn, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên gia về chuyển đổi số, nhà báo Lê Thanh Hà, chuyên gia về truyền thông, thạc sĩ Vũ Hồng Dân, chuyên gia về năng suất và chất lượng. Công ty tổ chức ban điều hành chuyển đổi số, tổ chức các thành viên tham gia các công việc trong chuỗi, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và thành lập trung tâm sáng tạo ý tưởng mới. Ngay trong những ngày khắc phục hậu quả vụ cháy còn bộn bề, công ty vẫn tập trung xây dựng đề án thúc đẩy nhanh chuyển đổi số và triển khai từng bước. Ngày 12 tháng 10, 2019, Ban chấp hành Đảng bộ công ty đã ra nghị quyết lãnh đạo triển khai khẩn trương, nghiêm túc đề án chuyển đổi số và lãnh đạo triển khai nghiêm túc nghị quyết 52 của Bộ Chính trị ngày 27 tháng 9, 2019 về chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư. Các bộ phận trong công ty đang chuẩn bị các mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, doanh thu công ty tăng tối thiểu 3 lần nhưng số người không được tăng. Phấn đấu thu nhập bình quân tăng gấp đôi năm 2019. Và ngay từ những ngày đầu 2020, doanh thu phải đạt 5.100 tỷ năm 2020, tăng 20% so với 2019, và quý 1 2020 phải đạt 1.250 đến 1.300 tỷ. Lựa chọn đã quyết dấn thân và ngay từ khi còn có tiềm lực, còn chưa muộn. Trong suốt chặng đường 30 năm đổi mới vừa qua, Đảng bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần nêu gương, thực hiện tư tưởng của Bác Hồ lấy dân làm gốc và thực hiện bền bỉ, liên tục, thực chất phong trào thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người, nên đã xây dựng được một tập thể cán bộ công nhân viên Rạng Đông có tinh thần làm chủ thực sự, đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, muôn người như một, đã vượt qua được mọi khó khăn thách thức, kể cả những tai họa như vụ cháy vừa qua. Tính từ hôm nay, còn 103 ngày nữa, phong trào thi đua lập công dân Bác
kỷ niệm lần thứ 56 ngày Bác Hồ về thăm công ty 28 tháng 4 1964, 28 tháng 4 2020. Toàn công ty đang bắt tay thực hiện 6 chương trình trọng tâm trong 11 chương trình đầu tiên năm 2020 của đề án thúc đẩy nhanh chuyển đổi số công ty giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030. Trước anh linh Bác Hồ, toàn thể đảng bộ, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông xin nguyện với người, dù khó khăn phức tạp đến mấy, dù phải vượt qua chính mình trong thay đổi tư duy nhận thức, chuyển đổi sang văn hóa số, thay đổi thói quen và hành vi phù hợp với nền kinh tế số, chúng con quyết đồng tâm hiệp lực đưa Rạng Đông anh hùng có Bác Hồ tiến kịp theo xu thế thời đại số hóa. Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan cấp trên, các bậc tiền bối lão thành, các vị khách quý trong và ngoài nước của đông đảo anh em bè bạn hôm nay là sự động viên cổ vũ to lớn đối với chúng tôi, đồng thời cũng mong nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ trong chặng đường đầy khó khăn sắp tới của chúng tôi. Nhân dịp buổi gặp mặt cuối năm trang trọng này, xin cho phép tôi thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 2.182 cán bộ công nhân viên công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lời cảm ơn từ đáy lòng mình về sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của tất cả mọi người trong những thời khắc chúng tôi khó khăn vừa qua. Nhân dịp Tết Canh Tý sắp đến, xin kính chúc các đồng chí và anh em bè bạn một năm mới nhiều điều may mắn, nhiều thành công, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn.